Ở đâu đây anh? Phố đi bộ. Phố đi bộ Hồ Hồ Giang. Ở vô cái đường con đường này. Dạ theo chân Tướng Nguyễn nha. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là trưởng đoàn, còn kia là phó đoàn, còn mình chỉ là nhân viên theo phục vụ cho anh Tướng Nguyễn thôi mọi người. Khổ lắm, anh chửi phố, lên chửi đi xuống à. Phố đi bộ này là đẹp nhất của Đông Nam Á đó. Đẹp nhất Đông Nam Á hả? Em thấy có gì đâu đẹp. Không, đi ra ngoài đó đó, ra ngoài biển nữa. Khúc này là thấy hải sản thôi. Cà phê, hai bên là cà phê với quán nhậu không mọi người. Ở đây nè, có ghi là phố đi bộ Hồ Tràm. Phố này được so sánh với là phố đi bộ Nguyễn Huệ ha anh. Em thấy có gì đâu hơn Nguyễn Huệ đâu. Không, nó có cái cầu ra ngoài biển. Cái cầu ra biển anh. Có cầu ra biển. Bây giờ mình phải đi lên tới mình mới biết được. Đó giờ anh Tuấn Nguyễn gì xin đi trước. Cái này bán hải sản quá trời luôn, quá nhậu quá trời. Lên chậu. Gì, món gì ta? Sam, con sam mọi người. Cá quá trời luôn. Sam biển. Hải sản tươi sống không? Hình như là cái đường này nó có một phía, ở bên kia là vách tường mọi người ơi. Đây cũng có nhà nghỉ nữa mà, đó. Nghe có cái bọn nhà nghỉ. Kìa xe ta vô đường luôn kìa. Nãy sao không chạy, không cứ đường cấm một chiều. Nãy em thấy rõ ràng các bạn đó, cái lệ cấm. Sao mình thấy quán nào quán ấy cũng đông nghẹt hết, mọi người đi bộ không thấy nha. Mọi người nha, đeo lộn rồi cái cầu đi bộ mà anh Tướng Nguyễn nói là lộn rồi. Lộn địa chỉ rồi. Lộn rồi, hàng kia không có đẹp phải rồi. Nói chung nghe là mình đi đúng cái phố đi bộ nhưng mà nó không có cái cầu thôi. Cái cầu nó đẹp lắm. Cầu nó là dài, cái cầu đẹp nhất của Đông Nam Á mà. Quá tình luôn mọi người. Hồn đi, hồn đi, hồn đi, hồn đi, hồn đi, hồn đi, hồn đi. Bà nóng lửa cái thôi, dám đành răng. Ô, đi, ô, đi, ô. Mày giống bà làm gì đi, nói tới không vậy? Bạn đây là phố đi bộ nha mọi người, đó, phố đi bộ Hồ Tràm. Bây giờ nhiều phố đi bộ quá, biết phố đi bộ nào. Đó mọi người thấy không, cái cầu đó là cái cầu đi bộ ra biển đó. Bây giờ đổi cái chỗ là mới chính xác ha. Giờ xe bắt đầu tới để đi ra cái cầu này nha. Giờ lên cầu mọi người, ở trên quán cà phê quán ăn lên tới cầu nha. Cầu này bắt ra biển, ngắm biển, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm đồ á, trò chuyện tình duyên đồ á, hai người tả bài thơ rồi không hết rồi đó. Lên đây có cặp cặp lên đây không thì dì chức lên không nổi rồi, dì Xuân lên trò chuyện với lại anh Tuấn Nguyễn, hai người này lên đây làm thơ làm đồ. Ủa là nó đi qua bên nước nào không hay là nó không đâu, không nó bắt cả biển thôi à. Lên cũng hơi bị mệt rồi mọi người. Bây giờ mình ra cái cầu này mình làm tấm hình đi, cho cả đoàn mình làm tấm hình đi. Ok, ok. Lấy máy của anh chụp đi rồi hả anh bán qua.
Tại vì Đông Nam Á nó không có làm cái cầu nào hết, thì Việt Nam làm cầu mà bắt ra để ngắm biển gì á, bởi vậy nó mới nói là cầu dài nhất. Bây giờ có cái cầu mà hả? Có cái chỗ này chỉ có dừng chân. Có chỗ nè. Không có nổi là đi ở phía sau nè. Có đâu, có đâu nhảy cầu à? Có nhiều cho đây nhảy. Có nhiều cho đây nhảy. Cắn rồi. Uống con ly cà phê mà lột ra, mày bắt ta đây dữ vậy. Vô. Đứng lên. Lẹ lên. Chụp đi. Mày sợ chụp cái khúc này nè. Đứng đây nè, em lấy khúc này nè. Chưa, làm. Vô đây. Từ từ. Cái gì vậy trời? Giờ mình đứng theo thứ tự đi. Đứng theo thứ tự nè. Đứng đây nè. Đó, hai vợ chồng. Vô hết đi. Lẹ lên. Cầm đây. Vô nón, vô chụp luôn hả? Vô quán cà phê chuẩn bị uống. Anh Tuấn Nguyễn, em thèm bắp rang quá, anh mua bắp rang cho em ăn đi anh Tuấn Nguyễn. Trời ơi. Rồi trước vô chụp hình với anh đi. Rồi, để tôi chụp tấm hình. Rồi, em chụp nãy giờ rồi. Tao quá, mày bảo tao quá. Mang. Chụp lấy cảnh này nha anh. Má ơi, sống ảo nè. Rồi đẹp rồi. Chụp chưa? Cái vừa quay vừa chụp luôn mà. Thiệt mẫu. Vừa quay vừa chụp, okay, nó có chức năng mà. Bà chết ca, đứng ra đây chụp bà. Anh ơi, mua. Anh ơi, mua bắp tiền. Mày mắc nó quá. Kéo quần cao lên. Thơm quá. Lấy cho hai bịch. Gì quá trời người mua hai bịch ba. Đây vô đây được không? Dạ vô đâu à? Vô quán cà phê. Dạ, cà phê. À cà phê ở đâu? Cà phê kìa. Cái đó là mình đợi 75 phút. Ủa bây giờ muốn uống cà phê uống ở đâu con? Dạ uống ở lên trên đó. Mình lên trên lầu, mình đi thẳng lên một xíu nữa vậy thôi. Lấy coi mình trả cái chỗ nhặt nước á. Thơm quá rồi, thơm luôn cái nồi ra. Thơm quá rồi, nó cũng chưa có bắt hả? Dạ, mình đợi một tí. Đợi em tí em đổ lại cái mới. Dạ. Khoảng tầm 5 phút là xong. 5 phút lâu quá. Bắt nổi cho nó, tầm tầm đó 3 phút là xong. Ví dụ thanh toán rồi đem lên lại được, đem lên được không? Dạ, thanh toán đây rồi lát rồi đem đâu lên được, đâu không, được không, ý là có người đem lên không? Dạ không ạ, à, tại vì bên đây là khách tự phụ, bên đây không có đem giao được. Và xong mình má đi chơi giống như đi chiến nghĩa trang vậy má. Ừ. Má này đi chơi giống như đi chiến nghĩa trang vậy mẹ. Chắc tối chắc chồng nè. Chứ nghĩ gì sao, làm nguyên đêm rồi làm nữa. Ồ, giờ chưa đã hả? Ba mấy tuổi nay bà nhìn bà đang bao nhiêu tuổi rồi? Bà ngủ chưa đã hả? Ngủ ba mấy năm rồi. Ba mấy năm mà ngủ chưa đã hả? Ngủ luôn. Chứ ngủ thiên thu không? Chọc miệng tao chửi nha. Có tiêu rồi trời. Bỏ anh rồi. Căn lẹ đi em ơi. Em một bịch gì nhiều không? Ba chục. Nhiều. Ba nói ba chục không cãi chị. Em nghe lộn 50 anh. Rồi em nói sao bán mắc quá vậy? Ở Sài Gòn bán có 20 rồi. Dạ vâng ạ. Cái bán bắp này nó đắt là nhờ cái mùi hương đó chị. Em đi xa mà em thấy mùi hương em mới lại á. Ba chục bịch tiền vừa đó. Múc hết đi, múc còn múc chừa lại nữa. Cái này nó bị bụng, đang không có được. Anh đang bụng không có sao hết á. Anh nhường cho chị đó hả? Gặp em lại không nhường đâu. Đó, chỉ ba bịch, anh mua có 2 bịch rồi. Ý là chị mua cũng 3 bịch lận. Chị mua mấy bịch? 3 bịch luôn hả? Ồ, dạ, sắp sổ xong rồi đợi tí.
Tưởng chị mua một bịch là anh này anh nhường phải không? Chị mua ba bịch đâu nhường. À, à anh Tuấn Nguyễn, em tính anh cái chuyện là bạn này này thấy cũng được luôn anh Tuấn Nguyễn. Mình về Sài Gòn mình mua cái bình giống như cái bé này, mình đem ra mình bán bắt ngay chỗ bà Sơn á, anh thấy gì được không? Ờ, à, bán đi. Đúng không? Cái này ăn không được hả Sơn? Dạ không, nó bị chai à. Tính ra ngày lời cũng mấy trăm á anh, chứ không giỡn đâu. Mẹ bánh cày đó là bé bỏ hả? Dạ. Vậy cho anh xin được không? Dạ được. Ủa được rồi. Tiền tao bỏ mình xin, chứ tự mình ăn cắp trộm đâu anh sợ gì vậy trời. Nè, thò tiền anh đi. Dạ. Mình có tiền lẻ không ạ? Trả tiền lẻ đi, không có nổi, đứng hoài. À, em bây giờ trong túi không còn cắt nữa, anh tên không? Anh xét đi, nếu mà có anh, em cho anh hết luôn. Có tiền tiền mày đâu? Nè. Em bỏ trong bóp đi, lấy ra đi. Không có tiền lẻ thôi. Không có tiền lẻ thôi. Em đâu mang tiền đâu, nãy em quên mang tiền. Có tiền lẻ không bà Dân? Không luôn, thò được không cưng? Ôi có tiền không thôi. Anh lấy mấy bịch hả? Ba bịch. Ba bịch 90. Ủa thấy bé nó đâu bỏ đường vô đâu ta? Sao em bỏ má? Em bỏ đường chỗ nào em chỉ anh coi. Bỏ vô đây nè. Em mở nắp ra em bỏ vô. Anh thấy em bỏ bắp thôi mà đâu có bỏ đường. Phải bỏ bắp, bỏ bơ, bỏ đường thì nó mới nổ được á. Trời ơi, luôn nha. Còn mua cái nồi để mày cái mông cầm bán đi. Trời ơi, anh giúp vốn em đi. Em cũng về em làm Sài Gòn em làm giống kiểu này. Em thấy hình thức này kinh doanh hay. Cái này đầu tư bao nhiêu tiền cơ? Cái nồi này em bảo đảm không có nhiều tiền đâu, anh đừng có lo. Mắc à? Mắc à? Thấy bán thì cũng được á. Em vô quán bar em bán. Ban ngày á thì em bán ở bên Dì Sơn. Đêm thì em vô quán bar bán, anh nghĩ thấy sao? Thơ mơ. Chính xác luôn, tối buồn ra nè. Ăn thử rồi coi thì ngon không? Ăn thử đi. Rồi lấy cái nóng ăn thử. Trời ơi, có cái này bán lời lắm á trời. Có gì quên là nãy ra. Có xíu bắp mà phải không? Ừ. Quá trời. Có 2 muỗng bắp à mà ra như đây 30 ngàn, 2 muỗng bắp 30 ngàn trời. Trời ơi, bán như mắc dữ vậy bà già. Mà cái này 2 bịch luôn. Có nghĩa là 1 muỗng bắp không? Trời ơi, có 2 muỗng bắp à. 2 muỗng bắp mày ra mà bán 180 ngàn. Trời ơi, là trời. Thôi em cũng bắt trước anh, em thử thôi coi. Em không ngờ bán bắp mà rồi vậy có 2 bịch bắp rồi ra 3-4 bịch luôn. À, chính là cái nghề này thấy ra tiền nhiều ngon ha. Còn hơn bán vàng nữa. Múc cho anh đi em rồi để từ từ nó lại đi. Rồi ăn thử cái nữa coi nha. Có 2 muỗng mà nó ra nguyên nhồi. Trời ơi là trời, bán kia là chị tiền đâu để cho hết trời. Cái này là nguyên tháng có 5 triệu rưỡi anh. Nguyên tháng có 5 triệu rưỡi à. Dạ mình đợi em lát nha. Nó đang chờ nó nguội một tí. Có 2 muỗng. Anh em bỏ vô cái bị này được không? Được. Cho nó thành 2 bị. Được. Con bị này là 2 quần. Lý là phải trả bé này 60 triệu mới đúng. Có 2 muỗng bắp là 180. Dạ, anh có tình là một cái nồi. Bỏ đại vô đi cưng ơi, trời ơi còn để sốc gì nữa. Cái nó không có giòn.
để đi. Một nồi này là bao nhiêu bịch anh biết không? Có 2 muỗng á. Có 2 muỗng bắp đó chị. Họ bán cho anh 180.000. 2 muỗng bắp đó mình cạy ra chừng có 2 trái bắp thôi. Không tới, 2 muỗng đó làm gì mà 2 trái bắp, 1 trái bắp chưa tới nữa. Em đang công ty à. Con thầy trên đây trên mạng nó biết hết trơn à. Thờ quá, hồi nãy người ta hỏi lên đi bắp, em nói em bỏ vô ký bắp đi. Em đứng đây anh thấy 2 muỗng bắp rồi. Rồi ok. Cảm ơn anh. Thank you em. Em bỏ vậy vô cái bịch đó luôn. Bà ở chồng bà quýnh lộn hả? Này. Bà ở chồng bà lộn đâu? Rồi mấy má đâu hết trơn à trời. Bỏ anh ra đi rồi, dứt áo ra đi rồi. Thầy gì đó đứng trên đầu nghe mặt. Ân Trần này tắm ta, nó quay clip ta, nó kiếm 27 triệu tiền view mà nó mới chịu mà. Anh tào lao quá. Ý là em quay anh á là để đời sống Việt Nam hiểu không, coi để mọi người hiểu hơn vậy ha. Mẫu dậu rộng nè. Còn mấy má đâu rồi trời, bỏ anh ra đi rồi. Mấy má đi đâu rồi nè, ở đây nước giấy khác tùi lưa nè, kem nữa nè. Đấy, bắt được nhiều quá. Chủ yếu cái mùi bơ nó thơm thôi chứ cái gì đâu. Đây tới giặt nước kìa. Rồi. Các bạn này ăn thử được không bạn? Đánh giá rồi nè. Rồi mấy má đang ngồi đâu rồi? Má cao không? Nhà không ai ở cũng mở nhạc gì vậy trời. Đây ý là nó muốn làm cái lập cái khu vui chơi, anh hiểu không? Đó. Nhạc nước đồ in và sàn xí khấu đồ vô. Nè, cà phê trên đây nè, đó. Food court nè. Hát là bia.